xin chào các bạn Ngày hôm nay thường từ công ty về cũng khá chảy Nhưng mà thường có một số tài liệu thường muốn chia sẻ với các bạn Nhưng mà trước khi mà chúng ta đi vào chi tiết thì cũng như thường lệ Tất cả chỉ vì một đích thông tin và không được xem là lời khuyên đầu tư Ngày hôm qua, Thuân Bận làm video chia sẻ về năm 2019 nhưng mà trong vòng 2 ngày vừa qua chúng ta cũng nhận được một số tin tức liên quan tới sàn bác Chúng ta có một tin xấu và một tin tốt Và bây giờ chúng ta hãy nói tới tin xấu trước Thật ra đây cũng không phải là tin xấu lắm Đây là tin mà thường như nhiều bạn muốn biết là có phải sàn bác đã bị trì hoãn hay là không Và câu trả lời là đúng như vậy Sàn bác đã bị trì hoãn Và các bạn nhìn trên màn hình đây là tài liệu chính thức được đưa ra từ sàn bác Chia sẻ về tài liệu là họ sẽ trì hoãn cái ngày mà sàn bác được ra đời Thật ra như mà nào mà đã theo dõi Thuận Capital Channel từ bấy lâu nay thì cũng đã biết là cái khả năng mà sàn bác bị chi hoãn cũng khá cao. Chúng ta cũng thường hay nói tới tài liệu này và các bạn cũng đã biết là trong vòng mấy ngày vừa qua thì chính phủ Mỹ đang trong tình trạng đóng cửa cho tới khi nào mà chi tiêu của chính phủ được thông qua và điều này làm ảnh hưởng tới cái sự mà được chấp nhận bởi CFTC. Tại sao? Tại vì các bạn thấy là chính phủ Mỹ đóng cửa thì sẽ bị chi hoãn lại. Bộ phận CFTC có nghĩa là cái bộ phận mà cấp giấy phép hoạt động cho những sàn giao dịch hợp đồng tương lai là trong mấy ngày vừa qua đã không hoạt động và tại sao sàn bác lại chưa nhận được giấy phép từ CFTC? Các bạn thấy là bây giờ chúng ta có một số sàn giao dịch hợp đồng tương lai của Bitcoin như là CME và CBOE. Thì nếu như mà những sàn đó nhận được giấy phép hoạt động từ CFTC thì tại sao tới bây giờ chúng ta vẫn chưa nhận được giấy phép hoạt động của CFTC cho sàn bác? Vấn đề ở đây là sàn bác rất khác với những sàn kia. Tại sao? Tại vì lý do mà chúng ta quan tâm tới sàn bác này là hợp đồng tương lai của sàn bác là sẽ có Bitcoin chính thức được di chuyển khi mà hợp đồng đáo hạn Không giống như là CMB hay là CBOE Các bạn thấy là khi mà hợp đồng đáo hạn thì lúc đó chỉ có giấy tờ di chuyển chứ không có Bitcoin chính thức Và điều quan trọng hơn là sàn bác sẽ tự lưu trữ Bitcoin và không có thông qua công ty thứ ba Và đối với ban quản lý hợp đồng tương lai Nếu như mà muốn được cấp giấy phép thì cái tài sản đó phải được lưu trữ ở công ty thứ ba Nhưng bây giờ các bạn thấy là bác muốn tự lưu trữ Tại sao? Đương nhiên là sẽ có hiệu quả hơn và chi phí sẽ thấp hơn cho nên bây giờ là cần phải được thông qua bởi CFTC để được cấp giấy phép hoạt động Và các bạn biết là sàn Bác là một sàn mà cùng công ty mẹ với sàn chứng khoán New York NYSE Cho nên rất nhiều người quan tâm tới và nhất là sàn Bác sẽ lưu trữ Bitcoin để mà giao dịch Thì có bây giờ là họ sẽ bị trì hoãn cho tới khi nào Thì bây giờ thì chúng ta không biết được là sẽ trì hoãn cho tới khi nào Các bạn cũng nên nhớ là sàn đã lý đâu là tháng 12 là sẽ được ra đời nhưng mà cuối cùng họ đã về lại tới ngày 24 tên tháng 1 và bây giờ họ lại dời một lần nữa nhưng mà chúng ta chưa biết là dời tới ngày nào Nhưng mà trong quý 1 năm nay, trong vòng 3 tháng tới đây Thì lúc đó họ sẽ đưa ra tài liệu chính thức là sẽ dời tới ngày nào Nhưng mà tin tức tốt chúng ta nhận được sàn bác là sàn bác đã chính thức kêu gọi được Đợt đầu tiên là kêu gọi được 182,5 triệu đô la vốn để mà bắt đầu hoạt động cái sàn này Thì các bạn thấy được là cái số tiền 182 triệu này là được một số công ty lớn ủng hộ Các bạn thấy được là những nhà đầu tư vào sàn này như là các bạn thấy ở trên màn hình Chúng ta thấy là có công ty The Boston Consulting Group CMT Digital Eagle 7 Galaxy Digital Galaxy Digital thì nhớ là công ty của Mike Novorat Cái đó là Goldfinch Partners Allen Howard Horizon Ventures Intercontinental Exchange là công ty mẹ của sàn NYSE Khi đó các bạn thấy là cái quỹ đầu tư mạo hiểm của Microsoft M12 Pantera Capital PayU và cuối cùng là Protocol Ventures Các bạn thấy đây là những nhà đầu tư đã bỏ tiền vào để mà ủng hộ sang bác Và các bạn thấy được là cái số tiền mà họ kêu gọi được vòng 1 là tới 182,5 triệu đô la Con số không nhỏ nhất là trong thời điểm mà các bạn thấy là giá cả đi xuống trong một năm vừa qua Và các bạn thấy được là giá cả đi xuống cũng không làm cho 12 nhà đầu tư lớn này lùi bước Và khi mà chúng ta nhìn vào một số lời phát biểu được đưa ra bởi Kelly Loeffler Kelly Loeffler là CEO của sang bác Hiện bây giờ thì công ty của Kelly Loeffler Sàn bác này là không có quan tâm tới giá cả của Bitcoin ở thời điểm hiện tại Và chỉ quan tâm tới hệ sinh thái của Bitcoin sau này Và hơn thế nữa cái đội mà phát triển sàn bác này là một đội có nhiều kinh nghiệm Và đã từng gây dựng lên nhiều sàn giao dịch hợp đồng tương lai trước đây Liên quan tới những ngành như là năng lượng hay là tín dụng Và Kerry Loeffler phát biểu là chúng ta thấy bất cứ công nghệ nào cũng cần phải có thời gian Cho nên giá cả hiện tại là không có ý nghĩa Cho nên cô ta không quan tâm tới giá cả hiện tại chúng mình thấy được là trong thời điểm này Chiều gọi vốn được đầu được con số lớn như vậy, 182,5 triệu đô la và những công ty lớn như chúng ta mới vừa nói tới bỏ tiền vào sàn này cho các bạn thấy được là lòng tin của những công ty lớn vào sàn bác rất cao. Và sau này sàn bác không chỉ là có những sản phẩm như là hợp đồng tương lai của Bitcoin mà sau này là chủ yếu sẽ gây dựng hệ sinh thái cho tiền kỹ thuật số. Và các bạn cũng đã nhớ là khi mà tin tức mới đầu được đưa ra từ sàn bác thì họ nói là có một số đối tác và sàn bác sau hỗ trợ Starbucks và một số công ty tương tự để mà chấp nhận thanh toán sử dụng mới đầu là Bitcoin và sau này là một số tiền kỹ thuật số khác. Và sàn bác này nếu như thành công là sẽ trở thành cái sàn giao dịch tôi nghĩ là lớn nhất về mặt tiền kỹ thuật số và là một công ty lớn mà được nhiều nhà đầu tư truyền thống tin cậy. Các bạn thấy là chúng ta là những người ở trong thị trường tiền kỹ thuật số này cho nên chúng ta rất quen thuộc với những sàn như là Binance, Coinbase, Huobi, HitBTC chẳng hạn nhưng mà những người mà không tham gia vào thị trường này những nhà đầu tư truyền thống thì họ không mới biết tới hay là họ không có tin tưởng những sàn giao dịch mà chúng ta mới vừa nói tới mà họ chỉ tin tưởng những sàn như là bác tại vì họ đã quen thuộc với cái tên nyse hay là công ty ice cho nên họ sẽ tin tưởng sàn bác này hơn cho nên thường nghĩ là một số bạn lo lắng là có khi nào mà sàn bác sẽ không được ra đời hay là không thì thường nghĩ là chúng ta cũng không nên lo lắng ở thời điểm hiện tại tại vì các bạn thấy được về mặt tiền bạc họ cũng có khá nhiều và thứ hai nữa là nếu như mà nói tới cái việc mà được cấp nhận giấy phép thì giả sử như là CFTC không cho họ tự lưu trữ đồng Bitcoin thì đừng nghĩ là cái bước kế tiếp là họ chỉ cần tìm một công ty thứ ba để mà lưu trữ đồng Bitcoin. thường nghĩ đây là những công ty lớn như là sàn Coinbase hay là sàn Gemini. Đây là những công ty mà thường làm việc với chính phủ Mỹ cho nên tôi nghĩ là cái vấn đề là không phải là sàn bác có được ra đời hay là không mà vấn đề là khi nào sàn bác mới được ra đời. Và chúng ta hy vọng là chúng ta sẽ nhận được tin tức trong vòng 2-3 tháng tới đây. Còn khi mà chúng ta nhìn vào thị trường thì các bạn thấy được là tin tức liên quan tới sàn bác bị trì hoãn hầu như là không có ảnh hưởng về mặt giá cả. Các bạn thấy được là ngày hôm nay thị trường cũng khá tốt. Nhất là khi mà chúng ta thấy được là tổng số vốn hóa là 132 tỷ. Nhưng mà đồng Ethereum ngày hôm nay, các bạn thấy được đồng Ethereum ngày hôm nay đã chính thức trở về vị trí thứ hai Tuy là khoảng cách giữa Ethereum và XRP không có xa lắm, có nghĩa là XRP vẫn còn có cơ hội để mà trở lại giữ vị trí thứ hai nhưng mà khi chúng ta nhìn vào thì hôm nay Ethereum lên khá mạnh khi mình thấy được đã qua 150 đô la. Và đối với Ethereum thường có một vài điều muốn nói với các bạn. Khi mà chúng ta nói tới Ethereum thì đương nhiên là giá cả trong thời gian tới đây không ai có thể đoán được. Nhưng mà một trong những tài liệu mà làm ảnh hưởng nhiều tới giá cả ở thời điểm hiện tại đó chính là liên quan tới cập nhật kế tiếp của Ethereum đó chính là Half for Bây giờ là dự đoán sẽ xảy ra ngày 16 sáu tháng 1. Và trong cái cập nhật này nếu như mà thành công thì lúc đó mỗi một block của Ethereum họ sẽ từ 3 đồng thưởng chỉ còn có hai đồng tiền thưởng mỗi một lốc cho nên lúc đó nhiều nghĩ là cái số lượng tiêu lạm phát sẽ giảm rất nhiều và vì lý do đó nhiều người tin tưởng là giá cả sẽ tăng lên đây là một điều mà chúng ta cũng thường hay nói tới trong những video trước đây và ngay cả trong video 2019 ngày hôm qua tôi cũng đã nói tới tài liệu này và các bạn thấy được là từ bây giờ tới ngày 16 tây còn tới 2 tuần nhưng mà các bạn thấy là thị trường bây giờ đã xôn xao và bây giờ là lúc mà nhiều người đẩy giá trị tiêu lên và chúng ta nên nhớ là thị trường này cái điều tương tự xảy rất nhiều trước cái nhà mà cập nhật thì giá cả đi lên nhưng mà cái nhà mà cập nhật trước khi đó có thể là giá cả đi xuống hoặc là ngay sau khi cập nhật giá cả lại tiếp tục đi xuống đây là hiện tượng chúng ta thường hay nói tới là mua tin đồn và bán tin thật cho nên đây là một điều mà các bạn cần phải lưu ý tới một điều khác nữa tôi muốn các bạn phải lưu ý tới đó chính là ở thời điểm hiện tại chúng ta nhận được rất nhiều tài liệu liên quan tới rất nhiều dự án hiện bây giờ là đối với cái mặt tài chính họ không còn nhiều tiền Tại vì trước đây có thể là họ gây dựng được rất nhiều vốn từ Ethereum. Sau đó thì tìm tăng lên từ 500 đô tới 700 đô tới 1.000 đô họ không có bán. Tại vì có thể họ nghĩ là giá cả của Ethereum sẽ tiếp tục tăng lên. Nhưng mà các bạn thấy được là từ 1 400 trở về 1 000 trở về 700 họ không bán, 500 họ không bán, 300 họ không bán. Cái đây khoảng chừng là 2 tuần đã xuống dưới 100 đô, còn có 8-90 đô. Và các bạn thấy được là trước đây họ có thể nghĩ là cái số vốn mà họ bán ICO được, họ có thể là duy trì được là 3 năm, 7 năm. Nhưng mà bây giờ các bạn thấy là giá trị tiềm đã xuống 90% Thì 37 năm đó chỉ còn có chừng 37 tháng Cho nên khi mà giá trị tiềm lên mà nhất là lúc mà tiềm tiếp tục tăng lên Thì cơ hội những cái ICO đó lợi dụng thời điểm này để mà bán đồng tiền ra cũng còn rất cao Các bạn thấy được đây là thống kê được chia sẻ bởi Dyer Chúng ta cũng thường hay nói tới một số thống kê được chia sẻ bởi Dyer Công ty Dyer này đã thống kê được là tháng 12 đã có tổng cộng là 400.000 đồng Ethereum được bán đi từ các ICO Cho mình thấy được là họ bán đi cái số lượng khá nhiều Trong thời điểm mà giá trị của đồng Ethereum rất là thấp Tại sao? Tại vì thường nghĩ là họ lo sợ là Ethereum tiếp tục xuống giá Và họ rất cần tiền cho nên không cách nào để mà tiếp tục chống cự Cho nên phải bán đi cái số lượng lớn tháng 12 mới đây Và thường nghĩ là vẫn còn rất nhiều ICO trong tay giữ rất nhiều đồng Ethereum Và khi mà giá cả đi lên Thường nghĩ là nhiều dự án có thể nghĩ đây là cơ hội để xả hàng ra cho nên đây là một điều các bạn cần phải lưu ý tới những bài nào mà muốn giao dịch đồng Ethereum ở thời điểm hiện tại. Một điều khác nữa tôi muốn nói với các bạn đó chính là một cái event, một cái sự kiện sẽ xảy ra ngày mai gọi là Proof of Keys hay là chứng minh là các bạn có khóa cá nhân. Thì sự kiện này là kỷ niệm 10 năm Bitcoin ra đời cái block đầu tiên, Genesis Block, ngày 3 tây tháng 1. Thì nếu tôi nhớ không lầm thì đây là một sự kiện mới bắt đầu được đưa ra là bởi Trace Mayer, Chủ yếu là nói là mọi người ngày 3 đến tháng 1 thì tất cả mọi người hãy rút tất cả tiền kỷ luật số từ chung sàn giao dịch trở về cái ví cá nhân của mình để chứng minh là mình vẫn còn cái số tiền kỷ luật số đó. Tại vì một số người lo ngại là cái số tiền kỷ luật số các bạn thấy trên các sàn giao dịch, những con số đó là không có thật. Nghĩa là cái số tiền đó thực sự đã bị bán mất đi hay là sàn không còn giữ cái số lượng tiền kỷ luật số đó nữa. Cho nên để chứng minh là các sàn giao dịch còn giữ cái số tiền đó, mọi người ngày 3 đến tháng 1 hãy rút tất cả tiền từ sàn trở về ví của mình. Thì thực sự mà nói trên lý thuyết thì đây nghe cũng rất hay Nhưng mà điều mà Thường muốn nói với các bạn là trước hết Thường nghĩ là không có nhiều người sẽ tham gia vào sự kiện này ngày mai Thường nghĩ là khoảng chừng là 5-10% Ngày mai chúng ta sẽ biết được kết quả Nhưng mà Thường nghĩ là không có nhiều người tham gia vào sự kiện này Thứ gì nữa nếu như mà mọi người thật sự là quan tâm tới Tự lưu trữ tiền kỹ thuật số, tự lưu trữ cái khóa cá nhân Thì mọi người nên lưu trữ số lượng lớn tiền kỹ thuật số ở trong các ví chứa lạnh Chứ không nên để trên sàn giao dịch Cho nên Thường cảm thấy là cái event này trên lý thuyết thì cũng hay nhưng mà trên thực tế thường cảm thấy là cũng vô nghĩa. Nhưng mà điều này cũng làm cho một số sóng gió đã xảy ra với sàn hit BTC. Trước ngày 3 tây tháng 1 thì sàn hit BTC lại đóng băng là không cho rút một số tiền ra. Đây là cái tài liệu mà đã được chia sẻ trong vòng một 2 ngày vừa qua và cũng gây ra rất nhiều tranh cãi ngày hôm nay. Nhưng mà đối với Thuận, Thuận không nghĩ là đây sẽ là một sự kiện lớn và chúng ta sẽ biết được kết quả ngày mai. Và hôm nay đây là tất cả những tài liệu mà Thuận muốn chia sẻ với các bạn. Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều tài liệu giá trị trong video ngày hôm nay. Và Thuận sẽ hẹn gặp lại các bạn trong video kế tiếp. Tạm biệt các bạn. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian để mà xem cái video này. Các bạn đừng quên nhấn cái nút like. Và những người nào mà chưa đăng ký thì hãy đăng ký vào chương trình youtube này để nhận được những thông tin mới nhất. Và những người nào mà có nhu cầu liên hệ với Thuận Capital hay cần link các sàn giao dịch hay là các sản phẩm liên quan tới tiền kỹ thuật số thì tất cả các link chính thức sẽ nằm ở phía dưới cái video này. Tạm biệt các bạn.